Chào các bạn. Thì trên tay mình đây đang là một cái đồng hồ đo điện áp DC, đo dòng điện, đo điện áp, đo dòng và đo công suất DC nè các bạn. Thì model này nó là BM730 hay gì đó các bạn, mình nhớ không rõ lắm. Thì module này mình mua ở bên một cái shop ở Trung Quốc, thì giá của nó loanh quanh khoảng từ 80 cho tới 9 mấy ngàn tùy theo shop bán các bạn. Thì con này mình mua khoảng 90 mấy ngàn. Thì con này nó có gì mới so với các cái module khác trước đây mình hay sử dụng các bạn? Thì thứ nhất là nó sẽ có một cái còi cảnh báo ở phía sau nè các bạn. Về mạch thì thấy cũng bình thường. Tuy nhiên ở đây nó sẽ module này là module có 3 dòng nha các bạn. Volt, ampere và công suất. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta cài đặt thông số cho cái con này, cũng như là chúng ta sẽ test thử cái công suất của nó nha các bạn. Test thử cái hiển thị của nó cái chính xác hay không. Thì để sử dụng cái loại nguồn 5 giây này thì các bạn biết rồi, chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta sử dụng nguồn rời riêng để chúng ta cấp cho mạch và đo riêng. Hai là chúng ta sử dụng chung luôn. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng một cái nguồn chung vừa đo vừa hiển thị luôn á các bạn, thì nó chỉ loanh quanh cái điện áp từ 5V cho tới 5 hiện á, điện áp hiển thị được từ 5V cho tới khoảng 30V thôi các bạn. Tại vì nếu cao quá thì cái mạch trong này nó sẽ chết nha các bạn. Nó chết con IC bảo vệ nè. Đại khái là con ổng áp 7805 trong này. Cho nên vậy thì chúng ta nên sử dụng cái nguồn rời các bạn. Thì nguồn rời tức là các bạn sẽ cấp điện riêng cho mạch và chúng ta sử dụng để đo riêng. Thì để cấp điện riêng cho mạch, các bạn sử dụng hai cái dây màu đen màu đỏ nhỏ trên cái rắc 3 dây này nè các bạn. Trên cái rắc nhỏ 3 dây này nè. Đó, thì nó có dây đen, dây đỏ, dây vàng. Thì dây đen, dây đỏ chính là hai cái dây mà chúng ta sẽ cấp điện để nuôi cho cái mạch này. Thì ở đây mình sẽ tiến hành cấp qua cái bộ này thử nha các bạn. Thì khi các bạn cấp điện âm dương vào đây thì cái điện áp chúng ta cấp có thể từ 5V cho tới khoảng 30V rồi các bạn. Thì thường thường mình sử dụng cái nguồn 12V mình cấp cho nó. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành cấp nguồn. Rồi, thì khi các bạn cấp nguồn thì đầu tiên nó sẽ hiển thị không không hết như thế này các bạn. Tại vì nó chưa có đo được gì cả, cho nên nó hiển thị tất cả là không. Thế thì chúng ta còn lại 3 giây chúng ta sử dụng như thế này các bạn. 3 dây, chúng ta sẽ có dây vàng là dây để đo điện áp nè. Ví dụ như mình sẽ lấy từ cái máy cấp nguồn này, mình cấp ra hai cái dây này để mình tiến hành đo điện áp. Thì cái que đen, cái này là cái nguồn tải nha các bạn, còn nguồn này là nguồn nuôi phụ nha. Thì cái nguồn tải là thì cái que đen các bạn sẽ kẹp vào dây âm. Que đen các bạn sẽ nối vào dây âm nguồn á, dây âm chính luôn á. Rồi, dây này là dây dương thì chúng ta sẽ chập vào đây thì chúng ta sẽ đo được điện áp nè các bạn. Ví dụ như ở đây là 13V. Đó, mình đang để 13V thì trên máy này cũng là 13V, thì ở đây nó sẽ hiển thị là 13V1 rồi các bạn. Nó hơi lệch tí. Rồi. Bây giờ để đo dòng, đo tải tiêu thụ. Đo tải tiêu thụ thì các bạn sẽ cấp trực tiếp một chân dương vào tải nè, một chân dương vào tải nè. Và cái dây còn lại vào một cái đầu của tải, tức là dây âm đó các bạn. Đây, thì thí dụ như thế này thì các bạn thấy công suất nó hiện lên đang là, nó chói quá các bạn. Đó. Nó dòng tiêu thụ đang là 0,7A. Công suất là 9,28W. Rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta cài đặt các cái thông số cho này nha các bạn. Thì kể cả con này có khả năng cài đặt được những thông số gì, thì thứ nhất là các bạn có thể cài đặt được cái cảnh báo điện áp thấp, cảnh báo điện áp cao, cảnh báo dòng, cảnh báo dòng. Ví dụ như tùy theo cái mục đích sử dụng, ví dụ như để sử dụng bình thường mình đo đạt này kia thì mình để thông số mặc định các bạn. Còn thí dụ như các bạn muốn dùng cái con này để cảnh báo cho ắc quy của hàng, để theo dõi điện của ắc quy và cảnh báo ắc quy, thì chúng ta có thể cài đặt các cái thông số trên này. Để cài đặt được thì các bạn nhấn vào chữ M nè, các bạn giữ chữ M, cái điện áp coi nó giá trị điện áp của mình nó đã chuẩn chưa các bạn. Ví dụ như cái đồng hồ đo của mình là 13V, anh này ra 13,3, anh này cũng ra 13,3 thì chuẩn. Còn nếu nó không chuẩn thì chúng ta dùng cái mũi tên lên xuống này để chúng ta chỉnh nè các bạn. Đây, chúng ta hiệu chỉnh điện áp nè. Đó. Rồi, đây là mình hiệu chỉnh điện áp. Chúng ta bấm tiếp tục chữ M lần nữa các bạn. Bấm chữ M lần nữa thì nó sẽ báo dòng, báo cái dòng này là của dòng, thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái dòng điện. Nếu như cái dòng điện của chúng ta tiêu thụ mà nó lệch đó các bạn, thì chúng ta có thể điều chỉnh cái thông số của dòng điện cho nó phù hợp. Ví dụ như đây. Nhưng mà cái này thì chưa có tải dòng cho nên chúng ta không chỉnh được nha các bạn. Tức là các bạn phải mắc tải vào thì các bạn mới chỉnh được.
Rồi tiếp theo chúng ta bấm chữ M lần nữa là cái mức cảnh báo điện áp thấp. Thì thông thường ví dụ như để đo thì các bạn không cần phải chỉnh gì nữa, tại vì nó mặc định là nó 0V rồi các bạn, 0V dưới 0V thì nó mới báo. Còn ví dụ như để chúng ta theo dõi cái ắc quy của chúng ta coi nó có cạn hay không á các bạn, thì các bạn sẽ chỉnh cái này. Ví dụ như chúng ta set cho ắc quy chúng ta là 10V8 là mức cạn nó sẽ cảnh báo, thì chúng ta sẽ để cái mức này chúng ta chỉnh lên, chúng ta đè cái nút mũi tên lên nè các bạn. Ta giữ cái nút mũi tên lên nè, chúng ta giữ tới cái mức điện áp cần cảnh báo. Ví dụ như mình dùng cho cái theo dõi ắc quy đi chẳng hạn. Mình theo dõi ắc quy thì mình cần để là khoảng 10V8 là nó cảnh báo. Rồi, một lát mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Ví dụ như mình đang để điện áp thấp là 10V8. Ví dụ như mình muốn bấm cái nữa các bạn, bấm chữ M cái nữa thì nó sẽ tới chức năng là cảnh báo điện áp cao. Tức là điện áp vượt cái ngưỡng mình cài này nó sẽ báo bằng còi. Ví dụ như mình muốn cho ắc quy sạc đầy tới 14V2 thì nó sẽ báo. Ví dụ vậy nha các bạn. Thì chúng ta sẽ set cái nút này lại. Chúng ta giữ ở mức 14,2. Mình giả sử thôi nha các bạn, còn tùy theo cái mục đích sử dụng nha các bạn. Còn các bạn dùng để đo làm cái đồng hồ, cái máy cấp nguồn đa năng hay gì đó, các bạn để đo này kia thì các bạn không cần phải set gì cả, nó sẵn hết rồi. Cái này thì nó chạy về hơi lâu tại vì mặc định của nó hồi nãy nó tới 100V rồi các bạn. Đây mình đang set xuống còn 5 mấy V nè, mình set xuống dụ như 14V luôn nha các bạn, khoảng 14V. Nghe giữ nó hơi lâu các bạn, nó chạy lâu. Ủa. Rồi, ví dụ như mình sẽ để cái mức là 14V2 nó sẽ báo nha các bạn. Cái thứ ba nữa là chúng ta bấm thử M lần nữa nè các bạn. Về chế độ B2 là cảnh báo dòng, tức là dòng tiêu thụ vượt ngưỡng bao nhiêu thì nó sẽ báo. Ví dụ như đây là 10A thì nó mới báo. Bây giờ mình muốn cài đặt cho nó nhỏ hơn, ví dụ như mình set cho nó 3A đi, thử thôi nha các bạn. Mình cài thử thôi. Rồi, 3A thì nó sẽ cảnh báo. Tiếp tục chúng ta bấm chữ M lần nữa các bạn. Rồi thì nó sẽ trả về thông số mặc định. Thế bây giờ mình hồi nãy mình cài cho nó điện áp cảnh báo là 10V8 cho tới 14V2. Dưới 10V8 hoặc trên 14V2 thì nó sẽ cảnh báo. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái máy cấp nguồn của mình về cái điện áp thấp xem nó có cảnh báo hay không nha các bạn. Ví dụ như chúng ta sử dụng cái này để theo dõi cho ắc quy hoặc pin đó, thì mình xài tới cái mức điện áp thấp nó sẽ cảnh báo. Rồi bây giờ mình sẽ hạ điện áp của nguồn xuống nè. Bây giờ mình đang để là 11,3V. Giờ mình xuống từ từ xuống. Đây, còn 10V9 nè. Đó. Do điện áp nó sụt nó chớp một cái thì ấy thôi, còn đang là 10V9 thì nó chưa báo. Đây, 10V8 nó vẫn chưa báo nha các bạn, dưới 10V8 thì nó mới báo. Đây mình để 10V7 nè. Đó, thì nó sẽ cảnh báo. Hoặc là bây giờ chúng ta tăng lên, mình sẽ tăng lên tới ngưỡng 14V2. Mình tăng nhanh quá. Rồi, đây mình tăng từ từ lên nha, 13V9 nè. 14V nè. 14V1 nè. 14V2 nè. Rồi, trên 14V2 thì nó sẽ báo nha các bạn. Đây. 14V2 nó sẽ báo rồi nè. Đó. Bây giờ mình sẽ để lại cái mức máy này và mình sẽ thực hiện test dòng thử coi nó có cảnh báo hay không. Hồi nãy mình đặt cho nó là khoảng 2,5A thì nó sẽ cảnh báo dòng. Bây giờ mình sẽ thử nha các bạn. Thì đây. Để đo dòng thì cũng đơn giản, các bạn cứ lấy dây dương chúng ta cắp vào nguồn trực tiếp nha. Một đầu thì một đầu chúng ta chập cái dây đỏ vào cái phần tải còn lại. Thì đây dòng có 0,7 nó chưa cảnh báo các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đổi cái bóng đèn lớn hơn. Rồi, mình đổi bóng đèn to hơn. Mình sử dụng cái bóng đèn này nó ăn dòng tới 3,4A lần các bạn. Thử coi nó có cảnh báo hay không.
Đây các bạn, dòng mà vượt qua cái ngưỡng cài đặt của mình thì nó báo rồi các bạn, 4.8A đó, mình bỏ ra thì thôi, hồi nãy mình cài đặt cho nó là 2.5A, bây giờ mình vượt qua là nó báo liền. Như vậy thì tùy vào cái mục đích sử dụng mà chúng ta có thể sử dụng cái đồng hồ này cho cài các cái chế độ cảnh báo cho nó các bạn. Còn nếu như các bạn dùng để đo không thì thôi các bạn không cần. Và đồng hồ này nó còn có một cái tính năng nữa các bạn, đó là tính năng tắt hiển thị. Thì cái này mình nghĩ thì nó không cần thiết các bạn, tại vì mình mua đồng hồ là để hiển thị, mà tắt hiển thị chi. Thì muốn tắt hiển thị các bạn bấm cái nút R này nè các bạn, các bạn giữ cái nút R này đó thì nó tắt. Tuy nhiên nó tắt nhưng mà nó vẫn cấp dòng ra đồ đầy đủ hết cái bình thường nha các bạn, chứ nó không có ngắt nha, nó không có ngắt tải nha, lưu ý nha. Tại vì đầu ra đây đây, ví dụ như các bạn cấp đầu ra nè thì nó vẫn sáng bình thường nha, chứ nó không có ngắt tải. Rồi các bạn muốn hiển thị lại thì các bạn sẽ bấm giữ vào đây cho nó hiển thị lên đó, thì nó hiển thị lại bình thường. Rồi bây giờ nếu như các bạn muốn sử dụng cái này mà để cho nó sử dụng chung một nguồn luôn đó các bạn, thì các bạn đấu như thế này nha. Nếu mà các bạn sử dụng chung một nguồn, ví dụ như các bạn dùng cái này để theo dõi pin, theo dõi ắc quy, thì các bạn đấu như thế này. Các bạn sẽ đấu dây nhỏ đỏ và dây nhỏ màu vàng chung lại với nhau. Dây đỏ và dây vàng nhỏ này nè các bạn, đấu chung lại. Nếu như chúng ta sử dụng cùng một nguồn, ví dụ như để chúng ta theo dõi cho cái ắc quy của chúng ta chẳng hạn các bạn. Đây. Thì chúng ta đấu dây đỏ và dây vàng nhỏ này chung. Cái dây đen nhỏ này chúng ta bỏ, chúng ta không sử dụng nha các bạn. Rồi, ví dụ như đây là cái ắc quy của mình đi, mình giả sử như đây là cái ắc quy của mình, thì các bạn đấu như thế này. Dây đen của ắc quy các bạn đấu vào dây đen tổng nè, dây đen lớn nè, được chưa? Rồi, dây đỏ này thì các bạn sẽ đấu vào dây nguồn nè. Đó. Thì nó sẽ hiển thị lên luôn. Và để gắn tải vô, để lắp tải thì các bạn cũng lắp như thế này, để lắp tải cho tiêu thụ luôn á, đo công suất tiêu thụ của các bạn. Thì dây dương các bạn sẽ cấp vào một đầu, và dây đỏ này các bạn sẽ cấp vào một đầu, nó là tương đương với bên dây âm á các bạn. Đó, thì nó sẽ hiển thị luôn, và chúng ta chỉ sử dụng một nguồn thôi các bạn. Và ví dụ như cái đây mình đang để là 13V, mình sẽ tuột lại cho các bạn thấy, nó sẽ tự cảnh báo dòng nè. Cái gì nó chớp quá các bạn. Mình lấy cái kẹp, mình kẹp cho nó cái đi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình giảm điện áp cho nó cảnh báo, xem nó cảnh báo như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình tăng lên trước đi. Nãy mình đặt cho nó là 14.2 là nó báo đây. Rồi, 14.2 là nó báo nha các bạn. Hoặc là các bạn giảm về 10V. Nãy mình đài cài cho nó là 10.8. Rồi, đây mức 10.8 đây các bạn. Đang là 10.83 thì nó chưa báo. Là dưới 10.8 thì nó báo liền. Đó, để theo dõi cho ắc quy các bạn. Rồi mình vừa chia sẻ nhanh với các bạn về cái module đo điện áp loại này, đo điện áp đo dòng DC 10A. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.